Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn. Thưa quý vị, lễ thất tịch hay còn gọi là mùa tình nhân phương Đông, lễ thất tịch vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, gắn liền với sự tích ngư lang trước nữ. Việc ăn đậu đỏ vào những ngày này thì thường đồng nghĩa với việc cầu nhân duyên. Quý vị hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu tại sao ăn chè đậu đỏ lại thoát được cảnh lắm mối tối nằm không. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Ngày lễ thất tịch là gì? Tương truyền rằng Ngưu Lang là một anh chàng chăn trâu tuy nghèo nhưng rất chăm chỉ, thiện lương đã giành được tình cảm của nàng tiên dệt vải chấp nữ, con gái út của vương mẫu nương nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời. Hai người đã kết duyên vợ chồng, trải qua những năm tháng hạnh phúc bên nhau và có được hai người con, một trai một gái. Nhưng một ngày kia thì chấp nữ phải trở về thiên đình theo lệnh của Ngọc Đế. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo nhưng bị chặn lại bởi con sông Thiên Hà, ranh giới giữa hai cõi phàm tiên. Thế rồi Ngưu Lang nhất định ở đó chờ đợi, mãi không chịu rời đi. Từ đó bên cạnh sông Thiên Hà có thêm một vì sao, mọi người gọi đó là Ngưu Lang. Vương mẫu vì cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang đã đồng ý cho họ mỗi năm vào ngày thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch được gặp nhau một lần. Ngày thất tịch theo văn hóa phương Đông là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, đôi khi người phương Tây gọi là ngày Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang chức nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hàng năm Ngưu Lang và chức nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các món đồ nghệ thuật tự tạo và cầu mong lấy được một tấm chồng tốt. Ngày này còn có các tên gọi khác nhau như khất xảo tiết, lễ hội thể hiện tài năng, thất thư đản, sinh nhật cô em thứ bảy, xảo tịch, đêm kỹ năng. Tại Hàn Quốc thì cũng có hình thức giống lễ thất tịch là lễ chư sốc. Nhật Bản cũng kỷ niệm lễ hội này để tưởng nhớ ngày gặp gỡ của chức cơ sao chức nữ và Hikoboshi ngạn tinh sao Ngưu Lang, gọi là lễ Tanabata nhưng theo dương lịch. Ý nghĩa của lễ thất tịch. Ở Việt Nam, ngày lễ thất tịch hay còn gọi là ngày ông Ngâu, bà Ngâu. Các đôi lứa yêu nhau thì thường đến chùa làm lễ và cầu mong cho tình yêu bền vững, son sắt. Vào ngày này thì trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu. Mưa là nước mắt của Ngưu Lang và chức nữ khi gặp nhau. Dân gian có câu đồn rằng tháng 7 mưa ngâu, con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền. Nếu trời không mưa, các đôi thường cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang chức nữ và thề hẹn đêm thất tịch tròn sao chức nữ sẽ sáng vô cùng. Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang chức nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch sẽ mãi mãi bên nhau. Ngày lễ thất tịch nên làm gì? Lên chùa. Trong ngày này thì các cặp đôi yêu nhau thường đến chùa làm lễ và cầu mong cho tình duyên càng ngày càng bền chặt. Vào ngày thất tịch trời thường mưa, theo như quan niệm dân gian đó là những giọt nước mắt của Ngưu Lang chức nữ. Nhưng nếu may mắn, thời tiết tốt, các đôi thường cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang chức nữ và thề hẹn đêm thất tịch tròn sao chức nữ sẽ sáng vô cùng. Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang chức nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 thì sẽ mãi mãi bên nhau. Ăn đậu đỏ. Việc ăn đậu đỏ vào ngày này thường đồng nghĩa với việc cầu nhân duyên. Theo như quan niệm dân gian, nếu là người độc thân thì sẽ tìm được ý chung nhân. Còn những người đã có đôi có cặp thì sẽ hạnh phúc bên nhau lâu dài. Tặng quà. Những cặp đôi yêu nhau thường dành những món quà gửi lời chúc hoặc là dành tặng cho nhau những bất ngờ nho nhỏ để hâm nóng và nuôi dưỡng tình yêu của mình. Ngoài ra trong ngày này thì theo quan niệm của dân gian không nên tổ chức những nghi thức cưới hỏi như là dạng ngõ, ăn hỏi, rước dâu vào dịp lễ thất tịch vì được cho là không may mắn. Cũng theo quan niệm của dân gian, trong những ngày này Ngưu Lang chức nữ tuy yêu nhau tha thiết nhưng vẫn phải chia xa, mang ý nghĩa ly biệt vợ chồng xa cách nghìn trùng. Ngoài ra lý do thuyết phục hơn cả là do tháng 7 mưa ngâu, tiến hành các nghi thức cưới gả gây bất tiện cho cả hai bên gia đình, họ hàng, khách mời, dẫn đến không khí ảm đạm, lạnh lẽo, thiếu đi sự tươi tắn tốt lành nên người xưa kiêng kỵ tổ chức đám cưới vào ngày này. Thỉnh vòng khổng tước phỉ thúy,
phong thủy may mắn xin giới thiệu về vòng tay khổng tước phỉ thúy. Vòng tay khổng tước phỉ thúy là một sự kết hợp tinh xảo giữa đá mã não trắng và bạc 925. Thêm vào đó là những hoa văn được các nghệ nhân mài giũa tỉ mỉ với hình tượng con chim công, một linh vật quý trong bốn tứ linh Long Ly Quy Phụng. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng chim công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy còn được các nghệ nhân gắn từng viên đá phỉ thúy trang trí lên con chim công, tạo nên điểm nhấn lung linh tỏa sáng, là tâm điểm của chiếc vòng khổng tước. Vòng không chỉ là một chiếc vòng bình thường mà nó còn là loại trang sức cao cấp, tôn lên vẻ đẹp nữ tính cao sang quý tộc của người sử dụng. Tại sao nên ăn đậu đỏ vào ngày lễ thất tịch? Cũng vào ngày này thì người ta còn truyền tai nhau ăn đậu đỏ là một cách để cầu duyên, may mắn. Theo quan niệm của phương Đông, ngày ngưu lang trích nữ gặp nhau, mọi người nên ăn đậu đỏ để cầu cho tình duyên gặp may mắn thuận lợi, sớm gặp được ý trung nhân hoặc là đến được với người mình đang yêu. Còn nếu đã có đôi có cặp thì ăn đậu đỏ, bạn sẽ bên nhau lâu dài, tình cảm bền vững. Có rất nhiều món ăn được làm từ đậu đỏ như chè đậu đỏ, bánh bao nhân đậu đỏ, bánh rán Doraemon, xôi đậu đỏ, cháo đậu đỏ. Nếu không tự làm được thì bạn có thể ghé các địa điểm bán chè, tha hồ lựa chọn các vị đậu đỏ cho mình. Chẳng hạn như là chè đậu đỏ Thập Cẩm, chè sữa chua đậu đỏ, trà sữa đậu đỏ và bình su đậu đỏ. Vào ngày này thì đảm bảo món chè hay là đồ giải khát kèm đậu đỏ vô cùng đắt hàng. Mặc dù không rõ ăn đậu đỏ có đem lại sự may mắn thực sự cho những ai thoát kiếp độc thân hay không, nhưng hương vị thơm ngon hấp dẫn do đậu đỏ đem lại cũng đáng để bạn thử vô cùng. Ngày này nhiều bạn trẻ rất tin vào những điều được tương truyền, nên các cặp đôi nam nữ yêu nhau thường đến chùa làm lễ và cầu mong cho tình duyên ngày càng bền chặt và sẽ mãi mãi bên nhau. Và ăn đậu đỏ vào ngày này đồng nghĩa với việc cầu nhân duyên. Chưa rõ quan niệm này có thực sự linh nghiệm hay không, nhưng trên các diễn đàn đã thấy cư dân mạng dần dần rủ nhau đi mua đậu đỏ với quan niệm thà ăn nhầm còn hơn là bỏ sót. Nhớ đâu trên đường đi mua đậu đỏ lại va phải chồng tương lai thì sao? Theo quan niệm, ở nhiều nước thì đậu đỏ vốn được xem là một vật mang lại may mắn bởi màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, vui vẻ. Thậm chí nhiều nơi còn có phong tục mang theo đậu đỏ trong người để cầu may. Ăn đậu đỏ cũng là một cách để mang lại hạnh phúc, may mắn. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp chia sẻ trên đây sẽ đem lại hữu ích cho bạn. Quý vị cũng đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất nhé. Hãy để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.